Yêu thương mến chào các bạn quay trở lại với hành trình cải thiện giọng nói kỳ 7. Trong hành trình này, chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa thông điệp sống thật với chính mình. Và hôm nay là ngày thứ 3 với thông điệp yêu thương chính mình. Mời cả nhà cùng lắng nghe, cảm nhận và đọc lại bài đọc cùng mình nhé. Yêu thương chính mình. Để có một cuộc sống hạnh phúc, tích cực và trọn vẹn, bạn cần nắm vững nghệ thuật yêu thương bản thân. Chúng ta thường tin rằng bản thân mình không đủ tốt và không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chúng ta muốn được yêu thương nhưng lại không biết cách yêu thương bản thân. Mà bởi vì vậy nên cũng không thể cảm nhận một cách trọn vẹn tình yêu từ người khác. Học cách yêu thương bản thân sẽ giúp mỗi người tạo nên một cuộc chuyển dịch lớn trong cách nhìn cuộc sống. Cuộc chuyển dịch khiến chúng ta biết trân quý và chấp nhận con người thật của mình. Mỗi người sinh ra đã có sẵn quyền tự do và tự chủ. Chúng ta đều có quyền quyết định mọi hành động của mình. Nhưng đôi khi, những hành động chúng ta làm lại đến từ sự thiếu kiểm soát. Từ đó, chúng ta dễ rơi vào trạng thái lo lắng, dằn vặt vì cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của người khác. Bởi vì thiếu tình yêu với bản thân, dường như luôn có một cuộc chiến xảy ra trong nội tâm của mỗi người. Một mặt, chúng ta luôn cố gắng hết sức để khiến người khác hài lòng. Mặt khác thì luôn trách móc bản thân vì những việc mình đã làm. Để tìm lại tình yêu bản thân và tránh đưa ra những phán xét sai lệch về chính mình, chúng ta cần phải hợp nhất giữa quyền tự do, tự chủ và làm mọi thứ mà chúng ta cho là tốt đẹp nhất. Yêu bản thân nghe có vẻ dễ dàng, nhưng nếu chẳng may bị đối xử tệ bạc, liệu bạn có chọn đã kích ngược lại những người mà bạn đã nghĩ là làm tổn thương mình không? Khi lựa chọn hành động như vậy, đồng nghĩa rằng bạn đang sợ hãi và cảm thấy không được yêu thương. Lúc này, tình yêu chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Khi biết yêu bản thân, bạn chấp nhận những yếu điểm của mình và tha thứ cho quá khứ. Khi đó, bạn mới bắt đầu cảm nhận tình yêu từ người khác dễ dàng hơn. Lúc bạn cảm thấy mọi thứ với tình yêu bản thân cũng là lúc bạn ngừng phán xét và trở nên đồng cảm hơn với mọi người. Trước khi lấy lấp đầy trái tim bằng tình yêu, bạn cần bỏ đi những điều không mang lại cho bạn sự bình yên. Đã bao giờ bạn cảm thấy tuyệt vời nhờ sắp xếp văn phòng của mình trở nên sạch đẹp và sáng sủa chưa? Tâm hồn bạn cũng như vậy, khi những góc khuất được dọn dẹp, trái tim bạn sẽ bớt đi sự nặng nề và tăm tối. Đó là lúc bạn nhìn cuộc sống với một đôi mắt khác và cũng là lúc bạn cảm nhận được tình yêu từ trong bản thân mình. Có thể bạn sẽ cho rằng bạn vốn dĩ đã rất yêu thương bản thân. Thực chất, yêu bản thân cần đến sự thực hành, không ngừng nghỉ. Không khó để mỗi người tự hào về những điều tuyệt vời dễ nhận thấy của bản thân. Tuy nhiên, khi những vòng lặp của thói quen xấu dần xuất hiện, liệu bạn có bực tức, sợ hãi hay bạn sẽ kiên nhẫn, bao dung với bản thân để học cách xóa đi vòng lặp này? Bạn cảm nhận tình yêu bản thân chỉ khi bạn được là chính bạn và cũng chính vì yêu bản thân mà bạn luôn phấn đấu mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Dù vậy, bạn không cần phải đưa bản thân vào một khuôn khổ nhất định để ép mình thay đổi. Đôi khi, những gì bạn cần làm đơn giản chỉ là ngồi xuống, quan sát tư tưởng, cảm xúc đang dâng trào bên trong nội tâm của bạn. Bạn hãy cùng tôi thực hiện những điều nhỏ bé dưới đây để yêu thương bản thân mình hơn mỗi ngày, bạn nhé. Thứ nhất, hãy biết ơn. Mỗi ngày, hãy viết ra ít nhất 3 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Bạn hãy xem mỗi sự kiện xảy đến trong cuộc đời bạn như một món quà. Đó có thể là một chỗ đậu xe lý tưởng, một khoảnh khắc khi bạn tận hưởng ánh nắng sớm, hay một chú mèo hoang dễ thương xuất hiện trước cửa nhà bạn. Hãy nói lời cảm ơn với những điều nhỏ bé nhất, biết ơn những gì bạn đang có thay vì tập trung vào những thứ bạn không có.
Thứ hai, hãy hiện diện. Tâm trí chúng ta thường đi lang thang từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Nếu không đủ sự nhận thức, suy nghĩ sẽ khiến chúng ta quay cuồng trong ma trận của lo âu và sợ hãi. Một trong những cách hiệu quả để giữ cho bản thân luôn hiện diện đó là hướng sự tập trung lên những bộ phận trên cơ thể. Bạn có thể tập luyện bằng cách chú tâm vào các ngón chân đang ngọ ngoậy, vào lồng ngực hay vào hơi thở của mình. Bằng cách này, bạn sẽ bớt đi những suy nghĩ tiêu cực ngăn cách bạn với tình yêu bản thân. Thứ ba, biết điều gì là quan trọng nhất trong hiện tại. Khi phải vật lộn với một quyết định, não bộ của bạn sẽ bắt đầu lấy những thông tin cũ về những gì đã xảy ra trong quá khứ để áp dụng lên hoàn cảnh hiện tại. Thông thường, đó là những trải nghiệm không mấy dễ chịu và sẽ không mang lại kết quả tốt cho bạn. Thay vì bám víu vào những điều cũ kỹ, những dữ liệu không còn phù hợp từ quá khứ, bạn hãy tự hỏi bản thân, điều gì là tốt nhất ở thời điểm này cho tôi, cho tình huống mà tôi đang gặp phải? Tôi nên làm thế nào để được sống đúng với con người thật của tôi? Thứ tư, lan tỏa ánh sáng tình yêu trong bạn. Những phán xét về bản thân thực chất chỉ là những chiếc mặt nạ mà chúng ta tự đeo cho chính mình. Hãy can đảm nhìn sâu vào bên trong để hiểu được bản chất chân thật và tìm lại sự bình yên vốn có bằng cách yêu thương bản thân mỗi ngày. Bạn sẽ bắt đầu kết nối và khám phá chính mình một lần nữa. Bạn sẽ bao dung và yêu thương cả những điều khiếm khuyết, bất toàn của bản thân. Mỗi người trong chúng ta đến với cuộc sống này đều có lý do và sứ mệnh riêng. Nếu lý do cho sự tồn tại của bạn chính là tình yêu, thì bạn sẽ yêu và lan tỏa tình yêu ấy như thế nào đến với thế giới này? Hãy chia sẻ cùng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hết bài đọc của mình. Và hy vọng qua bài đọc này, các bạn sẽ có cho mình những sự yêu thương, những sự thấu hiểu, những sự bao dung đối với bản thân của mình một cách trọn vẹn nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài đọc tiếp theo. Chúc bạn một ngày tốt lành.